Vượt hơn 300 km, chuyến xe đưa tôi đến với Bắc Hà. Và tôi bắt đầu chuyến hành trình 2 ngày của mình để khám phá nơi này. Lên Bắc Hà thì rất là nhiều chỗ để mà đi chơi, đi khám phá, ví dụ như đi vào Bản Liền, đi vào Tả Quật Tỉ hoặc là đi Hoàng Đu Phố, là những cái cung đường rất là đẹp, có nhiều lựa chọn lắm. Nếu như các cháu mà lên đây mà không đi di chuyển bằng ô tô thì có thể thuê xe ôm các chú. Các chú đây có một đội xe ôm, đây là xe ôm du lịch Bắc Hà, rất là chuyên nghiệp. Thế còn ngoài ra thì cháu có thể thuê xe tự lái, tự đi khám phá. Bởi miền núi mà, thế nên là các cháu đi thì cũng phải thận trọng. Thì chào nhé, chúc vui vẻ. Lang thang cùng chiếc xe máy thuê được ở thị trấn, dọc theo các con đường qua Hoàng Thu Phố và vào sâu tận bản làng, có thể tìm thấy những khoảnh khắc mây đang răng phủ kín ở sườn đồi. Rồi vượt qua những con đường dốc cao ở Tản Hồ, rồi đến thôn Hoàng Hạ, thôn Dù Sang, gặp gỡ trò chuyện với những cụ già em nhỏ ở đây, thật thú vị. Dù chả hiểu được nhau đang nói gì đâu, nhưng mà cứ vui cười như thế này. Đến Bắc Hà, nhiều người bảo tôi là hãy thử món bánh chưng đen của người Tây. Tìm đường được đến nhà bà Thán ở thôn Na Kim thuộc xã Tả Trải. Và thật may mắn khi đúng lúc gia đình đang làm món bánh này để kịp cho phiên chợ ngày mai. Cây đấy tiếng Tây chúng tôi gọi là mẩy vẹt. Đấy, về làm chặt về xong rồi đóng đẽo vỏ nó đi. Đẽo vỏ phơi khô, xong bắt đầu cho vào bếp đun. Đun than xong là lấy than của nó để sau này mình để làm bánh. Một buổi chiều trên đỉnh Ngải Thầu, nơi những dạng đồi cao đến toai thoải nằm san sát nhau, ở xã Na Hối, cách trung tâm thị trấn khoảng 3 km. Sau một đoạn đường dốc cao và hẹp, trước mắt tôi là một khung cảnh tuyệt vời. Có một nơi mà tôi muốn chia sẻ với mọi người, đó là ở bản phố nằm ngay gần thị trấn. Chắc là nhiều người đã nghe tới hương vị nổi tiếng của loại rượu ở đây. Hồn vị làm nên thức rượu ngô ở bản phố chính là loại men làm từ hạt hồng mi, một loại cây họ Cỏ. Bên bếp lửa ấm của nhà chị Trừ, nó nhâm nhi một chút vị cay của rượu ngô. Cảm giác này chắc chắn sẽ không thể nào quên được. Cứ mải lang thang khắp đây đó của Bắc Hà, có vẻ như là tôi đã quên mất cả việc mình sẽ ngủ lại ở đâu đêm nay. Thật là may khi mọi người chỉ cho tôi tìm đến nhà Châu Homestay, một ngôi nhà của người Hơ Mông. Vâng, em chào anh ạ. Em có thể giữ gì anh ạ? Em ơi, ở đây hôm nay có còn phòng. Vâng, anh ơi, nhà em hôm nay còn hết phòng rồi ạ. Thế thì em biết là ở Bắc Hà có phòng gì homestay hả? Vâng, anh ơi, Bắc Hà thì có rất nhiều homestay ạ. Thì có cái bản là người Hà Hơ Mông và bản người Tày ạ. Nhà người Tày là ở bên Na Lo ạ. Những ngôi nhà ở thôn Na Lo thuộc xã Tà Trải nằm ở giữa những vườn mận. Đêm xuống ở Bắc Hà trời se se lạnh. Nhìn chúng tôi kìa, ngô nghê, điên điên, nhưng mà vui thực sự. Những giai điệu của núi rừng kéo tôi đến với khu chợ đêm. Khu chợ diễn ra vào tối thứ bảy, và điều đặc biệt là các tiết mục văn nghệ ở đây thì đều do chính những người dân tộc của các bản làng biểu diễn. Những âm thanh lao xao của tiếng người, tiếng vó ngựa và tiếng đàn trâu từ các ngả đường thì đều hướng về khu chợ. Bao giờ chợ bán rồi?
Chợ Bắc Hà là phiên chợ lớn nhất và nổi tiếng nhất của đồng bào các dân tộc vùng cao biên giới và được họp vào ngày Chủ nhật. Con này bao tiền ạ? 800. 800 ạ? Đây, 800. Giữa những mùi vị đặc biệt ở khắp nơi, bạn có thể tự chọn cho mình một món đồ ăn sáng. Anh ơi, đây là thắn cố hả anh? Vâng ạ, thắn cố anh ạ. Đây là ngựa, đây là trâu. Chúc sức khỏe nha. Một bát thắn cố hay là phở đỏ và ngồi cùng ăn với những người dân ở đây. Yeah. Thì anh có thể vào thang Dinh Hoàng A Tưởng anh ạ, hoặc là anh vào Thung Lũng Hoa anh. Còn nếu mà anh có nhiều thời gian đi xa hơn thì anh đi đâu hả em? Anh có thể lên trên Tả Văn Chư vào xem nhà trình tường của người Mông ở trên đấy anh. Thế nữa là anh có thể xuống dưới bản liền đấy, có rất là nhiều người Tày và dưới đấy có nhiều văn hóa của người Tày, nó rất là phong phú anh. Cách khu chợ không xa là Dinh Hoàng A Tưởng. Thật ngạc nhiên khi giữa trung tâm của thị trấn lại có một ngôi biệt thự mang dáng vẻ cổ kính của châu Âu. Đến nơi đây, mang một cảm giác hoài niệm bởi lối kiến trúc độc đáo, uy nghi và những câu chuyện đã trải qua ở nơi này. Lang thang trên những cung đường nhỏ đưa tôi đến với Thung Lũng Hoa, cách trung tâm thị trấn chừng 1 km và thuộc xã Thải Giản Phố. Theo lời chỉ dẫn, tôi đến với nhà người Hơ Mông ở Tả Văn Chư. Ở đây như một vườn hoa nhỏ rực rỡ sắc màu. Đi xa hơn chút nữa, đến xã Bản Liền, nằm cách trung tâm huyện Bắc Hà chừng 30 km, với những nếp nhà sàn nên thơ của người Tày. Chuyến hành trình dạo quanh Bắc Hà đã đưa tôi đi qua biết bao cung bậc của cảm xúc. Những điều đẹp đẽ ở Bắc Hà đã cho tôi được tận hưởng trọn đủ những điều dung dị của núi rừng. Chuyến đi khép lại, nhưng với tôi hành trình này sẽ là một kỷ niệm không thể nào quên.